Kính thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta lúc này sẽ có sự hiện diện của nhà thiết kế David Minh Đức cùng bộ sưu tập thời trang thổ cầm dân tộc Dao của mình. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhà thiết kế David Minh Đức đã dành tình cảm đặc biệt cho Lào Cai, cho thổ cầm của người dân tộc Dao. Váy đung đưa theo nhịp chân ai.